không hoàn gì, dòng sông thay đổi hướng đi, con nước lên xuống có khi lũ về. Tàu anh xuôi ngược bốn bề, tuần tra giữ vững thôn quê yên lành. Bên bờ nhân dịp kỷ niệm 79 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 29, kỷ niệm 79 năm ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân, kỷ niệm 69 năm Đồn Công an trên sông và 30 năm Ban liên lạc hoạt động từ 19 tháng 8 năm 1994 đến 19 tháng 8 năm 2024. Hôm nay Ban liên lạc truyền thống tổ chức gặp mặt. Ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu và nhiệt liệt chào mừng các bác, các anh đã đến cùng chung vui. Báo cáo với hội nghị họp báo hôm nay này, đến từ hội nghị họp báo hôm nay là chúng ta có một cả đi 98 hội viên trên 124 tổng số, chúng ta có 124 hội viên, chúng ta đến là công tác hội viên. Chương trình buổi họp báo hôm nay thì thứ nhất là bác Phạm Thang là trưởng ban báo cáo hoạt động của ban liên lạc. Thứ hai là tổ chức chúc họ cho hội viên, đặc nghĩa là có chương trình là lãnh đạo phòng đương chức được ý kiến, nhưng mà hôm nay là có cái bên dự và cái thứ ba là bác trưởng ban liên lạc cảm ơn và biên bản kính thưa các đồng chí cùng toàn thể các bác hội viên. Trước khi vào chương trình gặp mặt, kính mời các đồng chí và các bác hội viên đứng dậy dành một phút mặc niệm cho bốn bác hội viên đã qua đời. Thứ nhất là bác Nguyễn Văn Sáng, tổ đồng bàn. Hai là bác Nguyễn Văn Vi, tổ Lê Trân. Bác thứ ba là bác Nguyễn Văn Di, tổ Ngô Quyền Hải An. Bác thứ tư là bác Đinh Quang Hương, tổ Ngô Quyền Hải An. Xin trân trọng giới thiệu. Kính mời các bác là có thể là một bảo hiểm bắt đầu. Tiếp theo chương trình là xin trân trọng giới thiệu bác Văn Thang, trưởng ban liên báo cáo hoạt động của ban. Kính mời Văn Thang đến. Kính thưa toàn thể các hội viên, thì theo thông lệ hàng năm thì vào dịp 19 tháng 8, lúc quốc khánh 29 thì đơn vị chúng ta đều tổ chức họp mặt. Năm ngoái chúng ta tổ chức vào ngày 14, hôm nay là chúng tôi là thống nhất trong cái chọn ngày 15 theo cái ngày truyền thống chúng ta. Thế thì như đồng chí điểm báo cáo thì báo cáo đồng chí là về khách mời thì chúng tôi mời đồng chí Xoan trưởng phòng, 6 đồng chí phó phòng, mời đồng chí Bùi Kim Long,
đồng chí Phạm Song Sơn, trước kia là phó phòng chúng ta, nhưng vì đây là những đồng chí khi theo quyết định của công an thành phố thì các đồng chí chuyển công tác về một đồng chí Bùi Kim Long là phó trưởng công an quận Ngô Quyền, và đồng chí Phạm Song Sơn là phó trưởng công an huyện Thủy Nguyên, và tất cả các giấy mời tôi đồng chí Điển đều gặp trực tiếp các đồng chí mời cả, nhưng báo cáo đồng chí là do cái đồng chí Soan trưởng phòng, đồng chí đang nghỉ phép trong miền Nam, ở đây đang nghỉ phép cũng có một số công việc của đồng chí trưởng phòng, đồng chí gọi điện và báo lại với tôi là mong các cụ thông cảm vì cũng rất muốn gặp các cụ, vì sáng nay sau toàn bộ họp cũng họp mặt như chúng ta này mà chiều nay cũng đồng chí nói với tôi là tôi mong các cụ thông cảm và chúc các cụ vui vẻ họp mặt, và đồng chí cũng có nói với tôi là sẽ có gửi quà để tặng các cụ, cái đấy thì ban như làm chắc là sẽ được tiếp nhận sau khi mà chiều tối nay đồng chí Hiến Nguyễn Xuân Hiến là phó trưởng phòng đang họp trên công an thành phố, đồng chí toàn các đồng chí khác đang tập huấn, thì báo cáo đồng chí là sở dĩ tại sao là vắng đại biểu là như thế. Thứ hai nữa là chúng tôi có mời thêm, mời báo cáo đồng chí là ngày 31/8/2023 thì phòng cảnh sát đường thủy của chúng ta sáp nhập với lại phòng cảnh sát đường bộ, bây giờ gọi chung là phòng cảnh sát giao thông, trước kia chúng ta là PC08B, bây giờ là PC08, tóm lại chúng ta cứ dùng cái đấy là ký hiệu của trong ngành thôi, nhưng mà chúng ta bây giờ cũng gọi là thống nhất là gọi là cảnh sát giao thông. Thế thì riêng về khi sáp nhập vào trong ban liên lạc tôi họp nên chủ bị ngày 5/8 thì thống nhất mời như này, mời là đội tham mưu chung của phòng cảnh sát giao thông đấy, hai là mời cái đội cảnh sát giao thông số 1, tức là đang hiện tại đang ở trên cái trụ sở của chúng ta. Đấy, các đồng chí cũng mời, chứ chúng tôi không mời đại trà toàn bộ, riêng đường thủy cũ của chúng ta đấy, mà đây toàn các bác đường thủy cũ cả thôi, chưa có khách mời, chúng ta cứ tâm sự thoải mái và tâm sự thật luôn, bởi vì là riêng về chúng ta các đầu mối chúng ta trước kia chỉ có thủy đội thôi, nhưng mà sau khi quyết định thành lập rồi là tách ra thành đội giao thông đường thủy số 1 và đường giao thông đường thủy số 2. Đấy, đội trinh sát vẫn giữ nguyên, ba trạm chúng ta vẫn giữ nguyên, An Dương vẫn chỉnh trạm, báo cáo đồng chí như thế. Thế thì thực tế mà nói thì chúng tôi đã có mời các đồng chí, nhưng mà cấp trưởng hôm nay đang dự tại hội nghị của tập huấn trên phủ thì các đồng chí có thể bị nhiệm được cấp phó, nhưng có thể bây giờ các đồng chí vì họp hay như nào không chí chưa đến được, hẳn là chúng tôi mời các đồng chí là lúc liên hoan chúng ta có thể, mà đồng chí Hiến là nhân lời chúng tôi rồi là em sẽ đến sau dự liên hoan cùng với các cụ, và chúng em có một chút quà để tặng các cụ, tôi cố gắng để đến dự để trong thành phần đại biểu, và rất muốn các đồng chí có mặt đây để cho các đồng chí phát biểu, nhưng mà thôi đi, đây là cuộc họp mặt thường niên chúng ta phải trao đổi tâm sự mà tí, đặc biệt là phải xin ý kiến nhiều các đồng chí, là các đồng chí có vấn đề một cái tham gia thì báo cáo đồng chí là hôm nay sở dĩ tại sao chúng ta không có đại biểu dự là do tình hình công việc là như thế, chúng tôi rất trân trọng đấy, mà không những mời một hạn mấy đồng chí đường thủy đâu mà mời hết đấy, để vì bây giờ là một phòng chung rồi, phòng chung rồi cho nên không nghĩ do gì mà không mời cả. Thế nhưng các bác là các đồng chí là do tình hình công việc không thể đến dự được thì mong trước nhất là mong các bác thông cảm cho, mà cái thời gian nè chúng tôi triệu tập là 4 giờ, các bác còn chúng ta làm 4 tí cũng để thời gian để các bác tâm sư, đúng 15 chúng ta gặp nhau, năm ngoái chúng ta tổ chức ngày 14 hay 15 chúng ta tổ chức 15, một tí nữa là các đồng chí dùng bữa cơm tối thì thoải mái chúng ta tâm sự về chúng ta có vấn đề chúng ta hàn huyên với nhau, mà nhìn các gương mặt các bác ở đây chúng tôi rất là phấn khởi, chúng ta căn gặp nhau một lần, trừ các quận thì một năm các anh chị cũng gặp nhau, nhưng mà riêng chúng ta thì riêng người của ban liên lạc thì trước đây và cách đây là 30 năm chúng ta đã duy trì lại đội của các anh chị thế, để tôi trước khi có một số việc thì xin báo cáo lại các anh chị biết như thế. Báo cáo các anh chị thế này, như chúng ta đã biết thì sau khi giải phóng xong Hải Phòng ngày 13/5/1955 thì đến ngày 15/8/1955 thì đồn công an trên sông thành lập, mà lúc đó là bác Lê và Hoàng, cái này chúng ta cũng đã biết rồi, nhưng hôm nay chúng ta gặp mặt chúng ta ôn lại một chút
nhiều vị trí mới hội viên mới chưa nắm được. Đấy, báo cáo đồng chí như thế. Thế thì hàng năm thì ban liên lạc thì báo cáo đồng chí này, thực ra ban liên lạc là không phải chỉ thành lập cho các đồng chí nghỉ hưu tại phòng cảnh sát đường thủy đâu, mà có cả các bác, có một số bác ngồi đây này là trước kia bác đã từng gắn bó đồng cam cộng khổ trách nhiệm vì cuộc sống bình yên của an toàn giao thông đường thủy cũng như một số việc khác đã là làm. Chính vì vậy sau khi mà thành lập ban này, nhiều bác tình nguyện tham gia, tôi nghĩ là rất là hay, rất là có trách nhiệm. Sau này như một số đồng chí chúng ta nghỉ hưu thì bây giờ đây thôi, còn như bác Thịnh, bác Cầu này, bác Xuân và một số bác Thịnh, bác Dịch có rồi. Thế ý một loại như thế để chúng ta hiểu rằng là trong ban liên lạc này không chỉ các đồng chí hội viên chúng ta, không chỉ các đồng chí về hưu cảnh sát, mà sau này quy chế thì chúng tôi mới xác định lại chỉ những đồng chí nghỉ hưu ở cảnh sát đường thủy thì mới mời công chí tham gia nếu chi các đồng chí tự nguyện. Cho nên báo cáo công chí để công chí hiểu rằng ban liên lạc cảnh sát đường thủy thành lập ngày 19 tháng 8 năm 1994 và đến nay là vừa tròn 30 năm. Những cái mốc như thế là các ông chí nhớ. Còn lịch sử cái truyền thống của đơn vị là 69 năm, và các ông chí đã biết rằng là từ năm 2000 lúc đó là anh Truyền trưởng phòng, tôi cũng trong cái ban biên tập, và ở đây có cả bác Mạnh, bác Minh là phó trưởng phòng đấy, có anh Quý này, Quý mất rồi, thì cùng nhau biên soạn cái lịch sử truyền thống. Bây giờ nhiều đồng chí vẫn giữ tài liệu trong tay, chuyển vòng vàng 45 năm truyền thống cảnh sát đường thủy, ghi lại toàn bộ quá trình hình thành phát triển. Và cái này có sự tư vấn, có sự tham gia của các đồng chí viết sử của công an thành phố. Dù báo cáo các bác như thế này, tóm lại là trong ban liên lạc có hoạt động nữa không, và như hiện nay chúng ta đấy thì ban liên lạc truyền thống cũng luôn được quan tâm, sự quan tâm chỉ đạo đấy, cả tinh thần ủng hộ, cả tinh thần và vật chất cho ban liên lạc hoạt động. Bởi chúng ta rất muốn, không phải chúng ta nếu hoạt động đơn thuần nó đơn giản quá, mà chúng ta rất tranh thủ sự ủng hộ cả tinh thần và vật chất. Nói thẳng ra là cũng các đồng chí hàng năm là các đồng chí đều tạo điều kiện về vật chất để chúng ta hoạt động, nhất là ví dụ những cái dịp liên hoan như này mời các đồng chí đến dự thì các đồng chí có chút quà, và chút quà đó thì ban liên lạc sẽ tổng tập hợp vào, sau đó cũng đã phục vụ cho cái không những năm nay mà có thể những năm sau, nếu mà khá hơn thì này dành chút cho năm sau thì báo cáo các bác như thế. Còn hội viên của chúng ta thì thực ra mà một năm chúng ta chỉ đóng có 100 gửi cho ban liên lạc, còn đâu thì ở tổ tùy theo quy định các đồng chí ít nhất là 100 thì báo cáo một tí để công chí nắm thêm. Như tôi nói ban đầu thì cứ một năm chúng ta họp mặt một lần, và năm nay cũng là lần thứ 30 ngày thành lập ban liên lạc, 19 tháng 8 năm 2024. Ngày họp mặt thì mọi hội viên chúng ta rất phấn khởi, động viên nhau giữ gìn phẩm chất đạo đức của người công an nhân dân, sống gương mẫu và chấp hành mọi quy định ở nơi cư trú. Một số bác thì còn tham gia làm bí thư, tổ trưởng cũng như một số các hoạt động ở nơi cư trú, mà để lại cái tình cảm rất là tốt ở những địa phương các đồng chí. Mà qua năm tình hình chưa có đồng chí nào về nơi cư trú nó có biểu hiện, thậm chí có biểu hiện này khác cả, không vấn đề gì cả, rất tốt. Đấy, chúng ta đã làm tròn trách nhiệm của ngành công an giao cho về nơi cư trú, và chúng ta thực sự làm gương cho con cháu chúng ta để nó nối tiếp. Chúng ta có thể con của chúng mình có đồng chí ở trong ngành mình, có đồng chí khác, nhưng dù sao đi nữa cái gương của chúng ta cũng là cái điểm sáng, cũng là điểm tốt, là điểm gương mẫu để cho các cháu con chúng ta hiểu đó, để cũng mong các bác là như thế, và chúng tôi cũng phải làm như thế, chúng ta làm như thế theo khả năng của mình. Kính thưa toàn thể các bác hội viên, trong năm qua thì ban liên lạc vẫn duy trì hoạt động, các tổ đều chủ động thực hiện quy chế rất có hiệu quả dưới sự chỉ đạo của ban liên lạc. Ngày 5 tháng 8 mới đây, cách đây khoảng chục ngày thôi, ban liên lạc chúng tôi họp để kiện toàn công tác nhân sự.
Báo cáo với các bác thế này. Bác Trương Hùng Sơn trước kia là phó ban liên lạc, do tình hình sức khỏe yếu, bác có đề nghị là ban liên lạc có tạo điều kiện cho bác xin thôi không tham gia ban liên lạc nữa. Và bác vẫn là hội viên tích cực đang sinh hoạt tại Ngô Quyền Hải An và cũng là thành viên của hội của chúng ta, của ban liên lạc. Thế căn cứ vào tình hình thực tế, bác Sơn cũng gọi tôi cũng nhiều lần có đề nghị mà tôi được rồi. Và sau đó thì tôi sẽ cho họp ban liên lạc. Và đúng ngày 5 tháng 8 vừa rồi thì chúng tôi họp và cũng đồng ý cho bác Trương Hùng Sơn thôi không tham gia ban liên lạc nữa. Bác vẫn là thành viên, vẫn là hội viên sinh hoạt tại Ngô Quyền Hải An và hội viên của ban liên lạc truyền thống của chúng ta, cảnh sát đường thủy chúng ta. Thì báo cáo các bác như thế là các bác nắm được. Vậy thì vẫn phải có ban liên lạc đủ điều kiện để chúng ta hoạt động. Đấy, vẫn phải đủ điều kiện để thông tin những vấn đề cần thiết. Vì vậy cho nên chúng tôi hôm nay hoặc thì chúng tôi xin phép được thông báo như thế này. Và chúng tôi đang quyết định thể theo nguyện vọng của bác Sơn, ban liên lạc đồng ý cho bác Sơn nghỉ không tham gia vào ban liên lạc nữa, và đề nghị bác Nguyễn Văn Sơn, tổ phó tổ Ngô Quyền Hải An, tham gia ban liên lạc làm phó ban thay vị trí bác Sơn. Và đề nghị trong đó có động viên bác Hoàng Xuân Thụy, hội viên của Ngô Quyền Hải An, tham gia tổ phó của Ngô Quyền Hải An. Báo cáo các bác như thế. Sau đây xin mời bác Nguyễn Văn Sơn, bác Hoàng Xuân Thụy xin mời hai bác lên đây để ra mắt. Cùng với ban liên lạc ta duy trì hoạt động này càng ngày càng tốt hơn. Xin báo cáo với bác Sơn thông tin như thế. Sau khi kiện toàn thì cũng xin phép được thông báo lại như thế này. Vậy như thế là ban liên lạc của chúng ta hiện nay: một, bác Phạm Văn Khang, tôi đây, bác là trưởng ban phụ trách tổ Lê Trân nhé. Tôi là trưởng ban liên lạc và trực tiếp sinh hoạt với tổ Lê Trân. Mọi thông tin tổ Lê Trân ngoài báo cáo chung ra thì có vấn đề gì thì các bác trực tiếp báo cáo với tôi. Và tôi trực tiếp sinh hoạt và đóng hội phí tại chỗ bác Lanh là tổ trưởng. Đấy, báo cáo bác như thế, chấp hành rất đầy đủ. Thứ hai là bác Nguyễn Công Điển, phó ban thường trực trực tiếp sinh hoạt tại tổ Hồng Bàng. Đấy, báo cáo bác là Hồng Bàng với lại Thủy Nguyên với lại An Dương thì là thành lập một tổ gọi cho nó ngắn gọn là gọi tổ Hồng Bàng, vì các bác ở số ngoại thành ghé vào đấy để sinh hoạt. Báo cáo bác như thế. Thứ ba là bác Nguyễn Văn Sơn, phó ban phụ trách tổ Ngô Quyền và Hải An. Về tổ Hồng Bàng, một là bác Nguyễn Thế Hằng tổ trưởng, hai bác Nguyễn Văn Hoàng tổ phó, và thứ ba là bác Hoàng Hồng Vinh tổ phó. Vẫn như cũ, không có gì thay đổi cả, ổn định về công tác tổ chức. Đấy. Thứ hai là tổ Lê Trân, bác Đào Trọng Lanh tổ trưởng, bác Nguyễn Đức Lợi tổ phó, bác Nguyễn Công Hải tổ phó, hồi này cũng đang ổn định. Và thứ ba là tổ Ngô Quyền Hải An, bác Phạm Văn Hòa tổ trưởng, bác Nguyễn Văn Hiếu tổ phó, bác Hiếu trước vẫn là tổ phó, và thêm một nữa là bác Hoàng Trung Tịnh là tổ phó. Thì báo cáo các bác như thế là vẫn 12 bác trong ban liên lạc. Hôm nay thông tin để có các bác có gì thì tiện là liên hệ trao đổi. Để có vấn đề gì thì các bác thông tin để cho các đồng chí biết để sinh hoạt các tổ cũng như nói chung của chương trình. Báo cáo các bác là năm 2024 thì có 12 bác hội viên được chúc thọ, bao gồm này Hồng Bàng 2 bác, Lê Trân 5 bác và Ngô Quyền 5 bác. Đấy. Cụ thể thì tí đồng chí Điển sẽ thông báo, vì năm nay chúng ta chỉ có các bác là mừng thọ tuổi 70, 75 và 80. Đấy. Thế thì cụ thể danh sách tí đồng chí Điển sẽ công bố rõ.
danh sách của các bác, mà cái này chúng tôi đã ra lại danh sách hết, chắc chắn là không thể sót được, bởi vì hàng năm chúng ta ra lại danh sách đấy, cứ 5 năm một lần ta mừng thọ. Theo quá trình năm sinh đấy. Nhưng mà dù sao trong nữa vẫn đề nghị các bác phát hiện nó có trường hợp nào mà chưa được mừng thọ năm nay, các bác phản ánh lại qua từng tổ. Tiếp nữa thì báo cáo các bác như này, từ 15 tháng 8 năm 2023 đến 15 tháng 8 năm 2024 thì ban liên lạc đã tổ chức thăm 16 bác hội viên uống. Hội viên uống thì chúng ta quy định theo quy chế là một năm chúng ta thăm một lần các bác làm việc. Thế thì tất cả các trường hợp đó là dù tôi bác làm mà do sức khỏe yếu mà đi viện hai lần thì thôi, các bác thông cảm cho chúng tôi thì có trách nhiệm, thì theo quy chế chúng tôi chỉ thăm các bác một lần thôi. Có thể alo bằng điện thoại nhưng về vật chất thì chỉ có một lần thôi. Đấy, các bác cũng hiểu cho, vì kinh phí chúng ta có hạn, chúng ta có quy chế mà chúng tôi hoàn toàn làm theo quy chế. Đấy. Hai, chúng ta viếng 4 hội viên qua đời. Như vừa rồi đồng chí bác Điển bác đã thông báo chúng ta một phút mặc niệm cho 4 bác. Cụ thể lấy đã đọc rồi, bác cũng nắm rồi và chúng ta cũng đã đi viếng các bác rồi. Chỉ có cái rằng là cứ vào cái dịp gần Tết Nguyên Đán đấy, khi các bác qua đời rồi thì giao cho các tổ là đến thắp hương cái năm đầu tiên đấy, đến tận nhà thắp hương. Qua việc làm trên thấy rằng ban liên lạc đã chủ động tiếp nhận thông tin và chỉ đạo các tổ thực hiện theo đúng quy chế. Đây vừa là trách nhiệm, nghĩa tình, có tính chất lan tỏa, được hội viên đồng tình và rất trân trọng. Kính thưa toàn thể các đồng chí và toàn thể các bác, năm qua có những điều kiện khách quan nên việc tổ chức cho hội viên tham quan du lịch còn hạn chế. Báo cáo các bác là về như đồng chí Điển vừa thông báo đấy, thì chúng tôi cho nghỉ, chúng tôi vừa thông báo cho 16 bác nghỉ. Thế hiện tại tổng số hiện nay là hôm qua có 124 bác và đến giờ hôm nay có 98 bác. Con số tương đối đông, thế là rất tốt đấy. Kính thưa toàn thể các đồng chí cùng toàn thể các bác hội viên, báo cáo các bác này. Còn nữa thì liên quan đến kinh phí hoạt động thì sau khi bác Xuyên nghỉ không tham gia thì đồng ý để tôi là trưởng ban củng cố thêm ban liên lạc, thì toàn bộ kinh phí của chúng ta thì cũng công khai thật với các đồng chí. Vì vậy cho nên là đơn vị luôn tạo điều kiện rất tốt cho ban liên lạc hoạt động và đã thể hiện trách nhiệm và tình cảm chân thành sâu sắc. Chúng tôi mong muốn các đồng chí tiếp tục giúp đỡ tạo điều kiện cho tôi hoạt động. Về hoạt động những năm tới đó là, một là chúng ta tiếp tục nâng cao cái tinh thần trách nhiệm của ban liên lạc cũng như sự đồng thuận của các hội viên, đặc biệt là sự đồng thuận của các đồng chí chúng tôi mới làm được đấy nhá. Chúng ta duy trì sinh hoạt của các tổ và cần nắm thêm tâm tư nguyện vọng của các bác hội viên cao tuổi, hội viên sức khỏe yếu có thể miễn sinh hoạt và không phải đóng hội phí như tôi báo cáo các bác, và động viên hội viên các tổ tham gia hội thi công an nhân dân ở các quận huyện và phường. Thì hiện nay tôi biết là đang triển khai ở các quận các huyện. Hội cựu công an nhân dân Việt Nam thì đã triển khai, hội cựu công an nhân thành phố Hải Phòng đã triển khai và hiện nay đang tiến hành ở các quận huyện. Tới là các phường thì đề nghị các bác cư trú ở đâu thì các bác tham gia, chúng ta có một tổ chức. Cái này đã có quyết định của Bộ Nội vụ cũng như Bộ Công an đã đồng ý và chúng ta đã triển khai ở thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Tùng đã ký. Và tiếp tục là tăng cường gắn bó hơn nữa mối quan hệ với lãnh đạo và cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông, tranh thủ sự ủng hộ và tạo điều kiện của đồng chí để duy trì hoạt động, để có nhiều việc làm tốt kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam và 70 năm ngày truyền thống của chúng ta đồn công an trên sông. Kính thưa toàn thể các bác và đồng chí, tôi đã trình bày xong báo cáo một số cái việc mà trao đổi cụ thể với các bác.
Thế thì sau đây là xin ý kiến các bác, nhất là các bác lớn tuổi đã kinh qua nhiều quá trình công tác. Đấy, đặc biệt ở đây tôi nhìn thấy đây cao tuổi nhất là bác Trần Duy Xuân. Đấy, bác năm nay bác sinh năm 1938, năm nay bác 86 tuổi có mặt để dự chúng ta đây, cao tuổi nhất hôm nay ở đây. Xin đề nghị chúng ta vỗ tay chung vào ông Xuân ạ. Còn 85 là chúng tôi đã mừng thọ rồi, nhưng mà đây tôi thấy là bác lớn tuổi như vậy mà bác vẫn đến đây để dự chúng đó là tuyệt vời. Đấy, còn số bác nữa thì báo cáo ông chí là thế, để ông chí nắm được. Xong phần việc trình bày báo cáo, xin mời ông chí Nguyễn Công Điển tiếp tục phần việc. Hôm nay báo cáo các cụ là hôm nay đấy, thì chúng ta là tổ chức mừng thọ cho 12 bác là chúc thọ ở tuổi 70, có 6 bác tuổi 75, có 3 bác ở tuổi 80, có 3 bác. Tôi đọc lên đường này. Thứ nhất là mừng thọ cho bác Đinh Quang Nam ở tuổi 70 ở Hồng Bàng. Hai là bác Phạm Khắc Triển ở tuổi 70 ở Hồng Bàng. Thứ ba là bác Lương Đức Thắng 70 ở Ngô Quyền, của Ngô Quyền Hải An. Thứ tư là bác Trần Công Phục tuổi 70 ở Ngô Quyền Hải An. Thứ năm là bác Phạm Văn Mộc tuổi 70 ở Lê Chân. Thứ sáu là bác Nguyễn Đức Dũng tuổi 70 ở Lê Chân. Thứ bảy là bác Nguyễn Văn Tè 75 tuổi Ngô Quyền Hải An. Thứ tám là bác Võ Kỳ Dị 75 tuổi Ngô Quyền Hải An. Thứ chín là bác Nguyễn Thị Bình 75 tuổi Lê Chân. Thứ 10 bác Nguyễn Hữu Cầu 80 tuổi ở Lê Chân, trước bác Hồng Bàng không chuyển về Lê Chân, sinh hoạt của Lê Chân. Dạ vâng. 11 là bác Hoàng Thanh Sơn 80 tuổi ở Ngô Quyền Hải An. 12 là bác Vũ Thị Thường 80 tuổi ở Lê Chân. Thì báo cáo các bác là tôi sẽ đọc danh sách và lên trước để quan tham thông tin nhất. Đợt thứ nhất là bác Nguyễn Văn Tè. Thứ ba là bác Nguyễn Thị Bình. Thứ tư là bác Nguyễn Đức Cầu. Thứ năm là bác Hoàng Thanh Sơn. Thứ sáu là bác Vũ Thị Luận. Những bài bác đến thế này. Với tinh thần làm việc hết sức khẩn trương, trách nhiệm, cuộc họp mặt lần thứ 69 của chúng ta là thành công rất tốt đẹp. Thì trước nhất và một lần nữa thay mặt ban liên lạc xin được trân trọng cảm ơn các bác đã đến dự rất là đông đủ, rất vui vẻ, nhiệt tình. Mong các bác là tạo điều kiện luôn đồng thuận, mà nhất là các bác cao tuổi, các bác tạo điều kiện cho ban liên lạc chúng tôi hoạt động càng ngày càng hiệu quả hơn. Có thể trong quá trình hoạt động cũng có những vấn đề này vấn đề khác, trên tinh thần trách nhiệm tôi cố gắng hết mức để khắc phục những gì chúng tôi chưa làm để thực hiện quy chế cũng như duy trì hoạt động của ban liên lạc này. Thì một lần nữa trân trọng cảm ơn tất cả các bác. Và sau đây thì kính mời các bác xuống dưới có sảnh giữa trong sảnh một đấy, tầng một đấy, các bác tự dựng cái tối thân mật.